Mời mời bé bé nữ. Dạ con xin chào ban quản trị chùa và viện chủ Mùng Thơ, các quý vị có mặt ở đây. Con tên là Võ Thị Thanh Châu, 30 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay con đến đây có thắc mắc là xin kính xin viện chủ trả lời con. Thứ nhất, nói tại sao nói A-la-hán mà không giải thoát? Xin chứng minh bằng thực tế và trong kinh điển ạ. Thêm một ý nữa là lúc trước con á tu theo thầy Tuệ Hải, và từ khi thầy còn rất trẻ một thời gian á thì con cũng thắc mắc là một vị thầy tu và dạy đạo Phật tại sao lại thờ âm Osawa, còn thầy còn trưng bày các vi ngọc xá lợi nữa. Mà ngọc xá lợi Phật á rồi có cách đây 2500 năm mà ngày nay vẫn còn sao? Một thời gian thì thầy đem ngọc xá lợi đó ra đốt thì ngọc xá lợi phình ra và cháy đi. Vậy hai thực hư hai việc ấy như thế nào ạ? Một ý nữa là một người tự xưng là thiền sư mà sau cuối đời lại ngồi xe lăn hoặc nằm một chỗ như người thực vật không biết gì ở trong một thời gian dài ạ. Rồi xin trả lời cho Phật tử biết. Thầy Tuệ Hải ở Long Thành, Đồng Nai là thầy có cái chùa Dì Hương đó. Thầy tu là tu theo pháp môn tứ niệm xứ, mà cũng rất nhiều người đến tu. Nhưng mà muốn để cho nhiều người đến tu nữa nên thầy mời thỉnh ông Osawa vô hàng năm lễ dỗ để mời Phật tử đến đông, để cho cái chùa nó đông rồi tu tập theo ổng là tu tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ này nó nằm trong 37 pháp của tiểu thừa. Vì thế mà nếu mà tu tứ niệm xứ là tu bất cứ thứ gì trong 37 pháp của Đức Phật dạy ban đầu không giải thoát được. Nó nói cho biết. Còn cái giới thứ hai, trưng bày ngọc xá lợi. Thì cái trưng bày ngọc xá lợi này là cái tôi có nói những cái ngọc xá lợi thiệt giả nó nằm trong cái quyển số 2 hay số 4 gì của những câu hỏi đó. Tôi có nói, nhưng mà đây tôi nói nhắc cho nghe nè. Cái ngọc xá lợi á, thì thầy Tuệ Hải á, khi đã trưng bày ra thì tôi có đến tôi xem. Nhưng mà tôi không nói nhiều, nhưng mà nó màu sắc nhiều lắm. Nhưng mà sau cùng á, sau cùng xong cái đó thì đương nhiên phải cắt. Thì ổng hỏi ổng thì ổng nói cái ngọc xá lợi thiệt không, ổng để trên trên tuốt hay trên ông Phật á, không lấy được nữa, để luôn. Còn những cái mà trang trí á, ổng đem đốt. Vì thế mà cô nói là đốt nó cháy hay gì đó thì nó đúng rồi, thì cục bằng cao su thì nó mới cháy, nó nở ra nó cháy là vậy. Còn bên trong cái việc mà trưng bày tôi không nói là sao, tôi đã nói rõ trong cái quyển đấy rồi, về tìm đọc đi. Ngọc xá lợi thiệt giả tôi đã trình bày rất rõ trong hai cái quyển này, nên cố gắng đọc. Nên nhớ rằng tất cả những người tu theo đạo Phật mà không giác ngộ, không hiểu cái giác ngộ giải thoát là gì, đừng có mong tu theo đạo Phật. Đấy là lợi dụng đạo Phật để mà làm chuyện khác thôi, tôi nói thật. Bởi vì sao? Chùa Thiền Tông Tấn Diệu này nói như vậy. Bởi vì từ Tấn Diệu này gọi là chuẩn quá toàn bộ là những cái lời của tất cả những Phật nói từ mấy ngàn năm về trước. Nó nằm ở trong cùi huyễn huyền ký ấy, chứ không đi đâu rồi. Mà giờ tôi nắm được rồi thì tôi phải nói ra. Mà giờ ông thì sư ni đức xảo giao tôi phải nói chứ, giờ hồi đó nếu mà không ấy thôi tôi trốn đi. Thì lỡ nhận rồi thôi, giờ 60 năm phải bò. Mà giờ còn sống qua cuộc chiến tranh mà giờ tôi còn sống ở đây thì tôi có nhiệm vụ tôi phải nói ra vậy thôi. Rồi nói hai vế đó thì cháu có thông chưa? Dạ, nếu mà hỏi thêm. Không vế đó, còn cái nói sao nói A-la-hán không giải thoát à? Xin... Rồi A-la-hán không giải thoát thì nó có lý do thế này. Trên đất đất này, con người á là chịu trách nhiệm về luân hồi. Anh muốn lên cõi trời anh ở thì anh làm phước thiện cho anh thật nhiều. Dạ, thấy không? Gọi là mơ mộng ở đâu á, cõi trời Thượng Đế, cõi trời Ngọc Hoàng, cõi trời gì đó thì mơ mộng. Gọi là giống như mình có tạo ra một số tiền lớn rồi,
tôi muốn đi du lịch Mỹ thì phải phải xin Mỹ, Tây phải Tây, Tàu phải Tàu, phải nói cho rõ ràng chứ không phải đi vậy. Vì thế mà A-la-hán cứ ngồi dụng công tu để cho đi, để cho cái thân được thanh tịnh, mà cái tâm của A-la-hán được nhìn được quá khứ vị lai, đạt đến cái cảnh thần thông. Vì thế mà khi A-la-hán mãn phần rồi, ở trái đất này không, ở cái loài người không chứa, anh có thần thông vô đến quậy loài người sao? Mà bây giờ anh có thần thông thì mới vô cái loài thần á. Trên trái đất này năm loài sống chung, loài thần là cao nhất trên này, phải xin vô cái loài thần ở. Còn chuyện vô đó là do giải quyết giữa A-la-hán với ông thần, chứ đây không nói nha, muốn nói nữa nằm ở trong cái phần tuyệt mật đó. Thì vì thế là làm sao giải thoát được? Nếu mà ổng mà biết tạo công đức thì về Phật giới, còn phước đức thì hưởng phước các cõi trời, phước âm thì làm người giàu sang ở trái đất này. Bây giờ ổng không hai cái điều kiện, ổng chỉ có thân thì thanh tịnh và tâm được quá khứ vị lai, có vậy thôi. Thì giờ chỉ nước xin vô thần ở ở nhờ vậy thôi. Đó là quy luật luân hồi trái đất, không thoát ra được cái quy luật này đâu. Giờ cô có đồng ý câu hỏi đó không? Còn một ý nữa ạ. Còn một ý là tại sao thiền sư tự xưng là thiền sư mà lại... Còn cái câu chuyện ngồi xe lăn. Cái ngồi xe lăn thì giờ này mà đa số mình không có nói cho mấy ông thầy hay là người nào được. Ví dụ mình làm thầy mà mình không biết cái câu chuyện đó mà mình đi dạy người ta, đây là cái nhân quả luân hồi nó kéo mình nè, không có chạy được khỏi nè. Nó kéo mình đi vào vào cái cả cái nhân quả là loài thực vật. Trước khi anh làm loài thực vật là sao? Anh phải tập sống như loài thực vật một thời gian dài để anh thích nghi, anh mới vô sống loài thực vật được. Đó là cái hậu quả của cái anh mà thiền sư nè. Mình biết thì nói, không biết thì bày đặt, thấy thiền sư quay quá nó xưng tu thiền sư rồi bắt người ta lại rồi cúng tiền. Hỏi thiền sư tu giải thoát làm sao tu thiền sư? Ớ lưỡi ra. Thì cái đó là cũng nhân quả nó quất mình liền. Cái nhân quả này là cái pháp luật giống như ở trong nước của mình này nè. Anh là một cảnh sát thiệt, anh đi xét người ta được, anh cảnh sát giả anh xét người ta. Thì gặp cảnh sát thiệt đập anh chết liền, có vậy thôi. Thì quy luật luân hồi như vậy, anh phải là thiền sư, anh nói cho người ta nghe, người ta cúng anh mới dùng, cũng không thua vậy. Còn anh không biết mà anh lợi dụng, anh nói chuyện trời ơi đất hỡi rồi anh lấy tiền của người ta. Đây là tự nhiên thách thức nhân quả, cũng như con người ở thế gian mà thách thức pháp luật vậy đó. Anh biết anh phải làm, tôi là một thầy giáo dạy tiếng Anh, tôi phải biết. Mở cái trường dạy tiếng Anh không biết một chữ, rồi bắt người ta đóng tiền vô rồi sau cùng không dạy là sao? Pháp luật trị mình. Thì cái kia là nhân quả trị mình, thế gian này gọi là pháp luật trị mình. Đó, cái đầu nó ra nó đấy. Rồi con còn hỏi câu hỏi nào nữa? Dạ không, con xin cảm ơn nguyện chủ ạ.